Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung thực hiện tốt các mặt công tác điều tra cơ bản, nhận diện các loại tội phạm hình sự nổi, hoạt động phức tạp trên địa bàn thành phố để có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, giảm phạm pháp hình sự và triệt tiêu mọi hoạt động của các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, gây án nghiêm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng phá nhiều vụ án, mang bình yên cho người dân thủ đô. Đường Hồng Tiến, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Địa điểm đã xảy ra ít nhất 3 vụ cướp tài sản của học sinh khi các em đang trên đường đi học về. Đường vắng, dễ tẩu thoát là đặc điểm chung của các tuyến đường ở quận Long Biên. Lợi dụng đặc điểm này, tội phạm cướp giật tài sản đã chọn Long Biên để gây án. Bị hại mà các đối tượng nhắm đến chủ yếu là học sinh. Thường là đối tượng hoạt động vào cái khung thời gian từ 13 giờ đến 14 giờ hoặc là từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30. Thủ đoạn của các đối tượng thường đi xe máy và bám theo các em học sinh khi đi học về. Đến đoạn đường trống vắng thì tạt đầu chặn xe, cầm dao hoặc bơm kim tiêm để đe dọa khống chế rồi cướp tài sản. Nếu bị hại kháng cự, đối tượng sẵn sàng dùng vũ khí tấn công. Gặp thì thấy đi một mình tạt đầu xe và thôi, người dọa nó là tao nghiện đây, có tiền không đưa tao, mày thích ăn xi lanh hay thích ăn dao của người không, dọa mồm ấy thôi, người tiện nó rút đưa tiền cho rồi, không có tiền thôi, thấy nó một cái điện thoại này, nó đưa cái điện thoại cho, sinh dễ dọa, mình chỉ cần dùng lời lẽ mình dọa nó sợ thôi. Chỉ tính riêng trong 2 tháng vừa qua, với thủ đoạn này, đối tượng Nguyễn Minh Vương đã gây ra trên 10 vụ cướp tài sản, gây tâm lý hoang mang cho cả học sinh và phụ huynh, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình này, Công an quận Long Biên đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét, làm rõ và bắt giữ kẻ gây án. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn là sự đề phòng của nhà trường, học sinh, phụ huynh và người dân trên địa bàn. Chủ động trong cái việc phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an quận Long Biên để đảm bảo cho các cháu có được một cái môi trường học an toàn nhất. Theo lực lượng chức năng, hình thức dùng kim tiêm đe dọa học sinh để cướp tiền, tài sản là một loại tội phạm tương đối mới. Do vậy, Công an quận Long Biên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các nhà trường trên địa bàn thành phố phổ biến, tuyên truyền đến các em học sinh, phụ huynh cách thức đối phó khi gặp nguy hiểm. Cảnh báo với người dân là quá trình tham gia giao thông thì cũng hết sức là chú ý, tránh mang theo những cái tài sản có giá trị lớn, mà đi xe máy mà đeo túi sách, hoặc là vừa đi vừa nghe điện thoại, hoặc là khi đến những cái cơ sở kinh doanh có điều kiện, ngân hàng, quỹ tiết kiệm mà rút tiền, thì khi ra cửa thì cũng phải chú ý quan sát. Đối với các cháu học sinh thì chúng tôi cũng xin cảnh báo đối với các cái bậc phụ huynh là không nên cho các cháu mang theo những cái tài sản có giá trị. Gần đây nhất là vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại thôn Phú Thụ, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất. Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 5, phát hiện chủ nhà để xe máy trong sân không ai trông giữ. Đối tượng Nguyễn Quốc Huy, 25 tuổi, trú cùng thôn Phú Thụ, đã dùng vam phá khóa lấy xe. Khi đối tượng mang xe ra quán sửa xe để tháo phụ tùng đem bán thì bị lực lượng công an bắt giữ. Đối với loại tội phạm này thì đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay đang ở vào hè nóng nực này thì tất cả những nhà dân khi đi ngủ thì trước khi đi ngủ lên là kiểm tra lại gia đình mình một lần trước khi đi ngủ, kiểm tra lại hệ thống cửa rồi hệ thống chiếu sáng, nhất là những gia đình mà có những cái địa hình mà các đối tượng dễ lợi dụng để trèo lên. Khi các đối tượng đã đột nhập vào trong nhà rồi thì phải, mà chúng ta ngủ mà có phát hiện được thì phải hết sức bình tĩnh và ta điện thoại ra cho lực lượng chức năng hoặc điện thoại cho người thân người quen, hoặc bật điện sáng bên ngoài để làm sao để thông báo mọi người biết trong nhà có trộm, chứ không lên là vùng dậy lao vào đuổi bắt trộm các thứ thì có thể là khi đối tượng bỏ chạy này sẽ gây lại những cái thương tích. Thưa quý vị, việc bắt giữ các đối tượng trộm cắp hay cướp giật tài sản trên địa bàn thủ đô trong thời gian sớm nhất đã và đang khẳng định tinh thần đấu tranh không khoan nhượng đối với các loại tội phạm của lực lượng công an trên địa bàn Hà Nội, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì người dân, nhất là các em học sinh, các bậc cha mẹ cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh làm mồi cho các loại tội phạm. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.